bữa ăn dặm của con chó con. À, thực tế nha, hạt ngâm này, để mình làm luôn, mọi người cùng xem. Hạt ngâm cho nó nở ra, ngâm với nước cứ mềm hạt ra là được. À, người nhìn cái bột chibi này là ngâm với cái này là mình đã ngâm sẵn rồi, có thể cho thêm thoải mái. Cái chibi này nó không có hạn chế, ăn nhiều một chút thì con chó nó càng tốt chứ nó chả có vấn đề gì cả. Có điều nó hơi tốn, chúng ta cho ăn làm sao để cho nó đủ thôi. Cái canxi này tính ra là mỗi một con là sẽ được 1 viên trên 1 ngày. Cái canxi này tháo viên ra, à đấy, hóng ăn đấy đó, thế xong rồi, đơn giản đấy. Từ cái hạt như thế này, từ hạt như thế này ngâm ra khoảng tầm 30-40 phút là nó sẽ ra như thế này, đảo cho đều lên để nó ăn nó được đều. Ok, thế là cho chó ăn thôi. Mau 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 mau, có 2 con còn chưa biết đấy. Nhanh không chút ăn hết, nhanh khẩn trương ăn, nhanh không chút ăn hết đó. Bữa ăn đơn giản thế thôi, rất là đơn giản và rất là an toàn, không phải nghĩ gì về cái chuyện là nó sợ là con chó nó khó tiêu hay là này kia. Nó có cái hạt dành cho chó con, nó vô cùng đơn giản để mà cho con chó con nó tập ăn, nó ăn dặm. Nuôi con chó con như thế này nó rất là nhàn, nó có cái hạt dành riêng cho con chó con ăn dặm, hoặc là bí thì chúng ta có thể dùng cái hạt mà dành cho cái con chó con tuổi lớn. Bí có thể dùng cái hạt cho chó từ 2 tháng trở lên vẫn ok luôn. Tất nhiên là nó sẽ tiêu hóa nó sẽ không tốt bằng cái hạt chuyên dành cho con chó con này. Hạt dành cho con chó con tập ăn nó đắt hơn, giá nó cao hơn. Và con chó con ăn dặm ấy thì có thể chúng ta có thể bắt đầu cho nó ăn dặm từ khoảng ngày thứ 23-24 là chúng ta có thể bắt đầu cho nó ăn dặm rồi. Con chó nó nhú răng một cái là có thể là bắt đầu cho nó ăn dặm. Đó, đơn giản lắm. Ở trong cái giai đoạn này thì không cần phải gọi là kiểm soát về cái lượng ăn. Ở trong cái giai đoạn đầu tiên nó mới tập ăn này, vì con chó con nó vẫn đồng thời nó vẫn đang bú sữa mẹ và nó ăn, cho nên là không sợ nó bị ăn quá no. Vì khi nó bú sữa mẹ thì nó bao gồm nó là có sữa, tức là ở dạng nước ở trong dạ dày, nó tiêu hóa rất là nhanh, nó không sợ nó ăn no quá. Còn khi mà đến lúc mà con chó con nó ăn 100%, nó ăn hạt rồi ấy, thì lúc ấy là sẽ phải kiểm soát cái lượng ăn. Rất nhiều người thì hỏi cái chibi này, con chó con có ăn được không? Đó. Hay là cái canxi nano? Đây. Thì đấy, vợ ở trại nhà mình là mình sẽ bổ sung cho chúng nó từ lúc ăn dặm luôn, cho canxi với lại chibi rồi. Tất nhiên là cái viên canxi canxi nano này thì tính ở trên cái con chó con này là một ngày một con nó chỉ 1 viên thôi, chứ không có nhiều. Còn đây là cái đàn chó con, cái khung gọng nó di truyền khỏe nhá. Nếu mà cái đàn chó con mà khung gọng di truyền yếu ấy, thì mọi người có thể tăng cái lượng canxi lên. Cái canxi nano và cái chibi thì nó đều rất là an toàn. Cái liều lượng nó, mọi người có cho nó ăn nhiều thì nó cũng chả có vấn đề gì cả. Cho cái chibi thì nó giúp cho con chó con nó tiêu hóa tốt hơn, và nó cũng bổ sung cái chất dinh dưỡng. Từ bé con chó con lông nó sẽ rất là bóng, cái tiêu hóa nó tốt, nó hấp thụ tốt thì con chó con và nó đầy đủ dinh dưỡng thì lông nó sẽ rất là đẹp, sức khỏe nó cũng sẽ tốt. Đó, thực tế để cho mọi người thấy là cái bữa ăn cái con chó con ăn dặm thì nó rất là đơn giản vậy thôi, chứ chúng ta không phải cầu kỳ là nhiều người thì nấu cháo, rồi nhiều người thì hỏi han. Rất nhiều người là cho các con chó con ăn dặm là cho ăn thịt xay, ăn thịt sống. Thịt sống thì nó dễ tiêu mà, thì cũng ok thôi. Nhưng mà khi mà ăn như thế nó bị lệch dinh dưỡng, con chó nó rất dễ bị bệnh. Vì nó bị lệch dinh dưỡng, nó như kiểu là cái trường hợp cái người béo phì nhưng mà lại bị suy dinh dưỡng, bị thiếu dinh dưỡng đấy mọi người. Bởi vì nó lạnh, khi cho ăn thịt sống là con chó nó sẽ rất là bụ bẫm, nó sẽ bụ hơn ăn hạt. Nếu mà chúng ta cho nó ăn thịt sống, thịt xay, lườn gà, nếu mà chúng ta lọc thịt ra chúng ta xay cho nó ăn thì
con chó nó rất là bụ nhưng nó sẽ yếu vì dinh dưỡng nó không cân đối, con chó nó sẽ yếu, nguy cơ bệnh cao lắm chứ không có đơn giản. Mình đã thử chán các thể loại rồi, cuối cùng quay lại cuối cùng là chăm con chó con bằng hạt, chọn cái loại hạt nào đấy chất lượng nó ok một chút cho nó, chăm nó bằng hạt nhàn an toàn và cũng chả đắt. Đấy, hôm nay là ngâm chưa kỹ, nó chưa nở bung, thành ra là buộc con chó nó phải nhai một chút, nó ăn lâu hơn, nó sẽ phải ăn lâu hơn. Tức là con chó con này bây giờ nó có răng này, mấy ngày đầu mà cho nó ăn nên là phải ngâm nát hẳn hạt ra. Tức là ngâm nhưng mà cái hạt cứ để nguyên hạt cũng được, nhưng mà nó ngâm là nó nở bung hết hạt rồi, nó không còn lõi. Thì con chó con là nó ăn hạt rồi nó cũng sẽ ra bột hết thôi. Đấy, đây nó cũng vỡ một số rồi rồi này. Một số nó cũng vỡ rồi. Đây là ngâm nó chưa nở hẳn đâu. Nếu chúng nó đói thì cho chúng nó ăn luôn. Nó ăn tốt. Nở bung nát ra ấy, thì con chó con nó ăn nhanh hơn thôi. Nhưng mà cho còn hơi một tí lõi như này cũng tốt. Bắt con chó con nó phải nhai. Cho nó tập ăn kiểu nhai, không ăn kiểu mút nữa. Đây là cái bữa ăn ở ngày thứ 2, ngày thứ 3, sang ngày thứ 3 rồi. Hai ngày đầu thì cho, ngày đầu tiên thì cho ăn một bữa thôi, ngày thứ 2 thì cho ăn hai bữa. Hôm nay là sang ngày thứ 3 thì bắt đầu là sẽ cho ăn ba bữa, cho ăn dặm ba bữa. Hai ngày đầu là nó tập ăn dặm thôi, cho ăn tí thôi. Để nó còn làm quen dần, nó làm quen dần cái hệ tiêu hóa của nó quen dần. Với cái việc tiêu hóa hạt, nó đang tiêu hóa sữa thôi, hoàn toàn là sữa mẹ. Chuyển sang tiêu hóa đồ ăn phải cho nó quen từ từ. Ngày đầu tiên cho ăn một bữa, liếm láp tí thôi. Ngày thứ hai cho ăn hai bữa, ngày thứ ba thì bắt đầu là vào khuôn khổ, ăn dặm ngày ba bữa. Trường hợp mà cái con chó mẹ mà nó quá ít sữa ấy, cũng một số người thì cũng không biết đến cái sản phẩm Semu tăng sữa cho chó mẹ, con chó mẹ nó hết sữa sớm. Thì mọi người có thể là cho nó ăn dặm bốn bữa một ngày con chó con, vì cái dạ dày con chó con nó nhỏ, nó ăn mỗi lần nó ăn được ít thôi, nên là nó nhanh đói đó, thì thậm chí là phải cho ăn bốn bữa. Còn trong cái trường hợp là con chó mẹ nó có sữa thì chúng ta cho ăn ba bữa là ok rồi, ăn dặm là ba bữa thôi, kết hợp với con chó mẹ nó cho bú một ngày khoảng hai lần nữa là ok rồi, nó đơn giản. Bây giờ là như đàn chó con này là ngày hôm nay là ngày 26. Ngày 26 là coi như con chó là được 26 ngày luôn. Coi như là con chó là được 26 ngày tuổi. Thì con chó nó sẽ bú mẹ đến khoảng tầm 35 ngày, 40 ngày. Có thể có những con mẹ chiều con nó sẽ cho con nó bú đến 45 ngày. Không nên cho con nó bú con mẹ lâu quá. Vì như thế là nó mệt con chó mẹ. Mà về sau sữa nó không còn nhiều chất nữa. Cũng không cần thiết, mệt con chó mẹ. Em ăn no chưa? Khoảng tầm 40-45 ngày là con chó con hoàn toàn là nó có thể lấy dinh dưỡng hoàn toàn từ trong cái đồ ăn của nó rồi, không cần phải đến sữa con mẹ đấy. Nếu mà ngâm hạt nát hơn đấy thì nó ăn tập trung khoảng tầm bữa ăn nó khoảng tầm 10 phút thôi. Đây có lõi thì để cho bữa ăn nó dài hơn, tầm 15 phút. Đây là cho học ăn đấy, học ăn hạt có lõi bắt phải nhai ấy. Ban đầu tập ăn là cho học ăn mềm, hạt mềm. Hạt mềm có thể là bóp nát hạt ra luôn, ra dạng bột luôn. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai là không cần bóp hạt nữa, hạt mềm là được. Hạt ngâm nở rồi mềm ra là cho vào là nó ăn thôi. Bởi vì nó mút tí là hạt nó cũng vỡ ra thôi. Đây, ngày thứ ba là cho ăn có lõi một tí là ok. Còn cho ăn mềm cũng ok thôi. Cho ăn mềm hạt ngâm nở hết mềm thì nó ăn cái bữa nó ăn nhanh hơn. Nếu mấy đứa mà không ăn nữa là nhắc nha. Ngâm hạt thì cho con ăn dặm thì cứ ngâm dư ra tí. Để thừa cho con chó mẹ nó vét đĩa. Cho nó vui. Nó có niềm vui chăm con. Được ăn ké của con tí cho nó yêu con hơn. Tướng này bắt đầu nghịch này. Đó, ok, cho nó ăn như thế là đủ rồi.
Ok, chơi với nhau đi thôi. À, rồi. Bắt đầu sẽ ăn xong mà luôn luôn là ăn xong là sẽ đến giờ chơi. Sau giờ ăn là sẽ đến giờ chơi. Nô mình. Cái vàng